tối mùng 5 Tết Nhâm Dần. Mr. Lem đi hội chợ ở công viên Một Dặm Vuông. Hồi sáng nay thì ra Kubosa quay video diễn hành Tết. Ngoài trời mà cũng có số sợ chết nè, cũng bụng mồm bụng mỏ. Đa số là bán thức ăn thôi. Trò chơi cho con nít. Qua chỗ này là cái làng Việt Nam. Hai đứa này nó lạnh nó rung nè.
phình rồi bệnh mỏ đâu có thấy mệt mũi gì. Bên đó là cái khu trò chơi con nít. Chúc mừng năm mới. Trở ngược lại đây nữa là hết vòng rồi đó.
chị. Không ngờ có duyên gặp lại nè. Hồi trưa tôi đi quay ở mà Prey đó, tôi có gửi anh, chắc anh chưa coi. Dạ. Mấy hôm bận rộn quá. Thấy từ xuyên không? Dạ. Happy New Year, cảm ơn. Chúc mừng năm mới anh. Dạ, chúc mừng anh. Chúc cũng khỏe mạnh. Ok, dạ. Rồi. Bỏ thì giờ ra đây để mà góp phần cho chúng ta có một cái ngày thật là vui. Rồi nhân dịp này á, xin gửi đến đây là vợ chồng anh Hoàng Thiện. Sức khỏe. Bữa mùng 3 ra quay cho anh. Bởi vì chúng ta có sức khỏe. Thì hôm nay tình cờ đi gặp. Ngày thứ hai nữa là khu này là khu vui chơi con nít. Nói chung là hội chợ bây giờ các nước hay chỗ nào gì nó cũng có những cái trò chơi gì thôi. Nhưng mà quay chơi cho biết. One ball and you win. What the play? 2-5-5-10. Call. $2. $2 for ball. Bobo. Năm nay đỡ có cái là nó lạnh nhưng mà nó không có ướt. Mấy năm trước trời mưa là đi mấy chỗ này là bị sình. Rồi trở ra. Rồi tới đây coi như là hết. Okay,
Anh có bao giờ còn nhớ một số không? Em đi hát ở đây phải là watching, and don't forget to subscribe.